Sáng ngày 31 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an quận Liên Chiểu đấu tranh triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, bắt quả tang 11 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình, ngày 28 tháng 8, Công an thành phố đồng loạt kiểm tra căn hộ tại nhà CT1, chung cư Origarden, bắt quả tang nhóm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu, 30 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế cầm đầu. Hiếu đã sử dụng tài khoản Telegram để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân từ các đối tượng khác trên mạng xã hội, gần 7.500 thẻ SIM kích hoạt sẵn. Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và SIM này cho các đối tượng trong nhóm để mở ví điện tử và đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản trực tuyến nhằm bán lại cho các đối tượng sử dụng vào mục đích bất chính. Cùng thời điểm trên, kiểm tra căn hộ ở nhà CT02, Công an thành phố bắt quả tang nhóm 5 đối tượng do Phan Văn Luận, 26 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế cầm đầu, đang thực hiện hành vi tương tự. Từ tháng 6 năm 2023 đến nay, Luân đã mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và thuê theo tuần 4.000 thẻ SIM kích hoạt sẵn. Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và SIM cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng Citibank và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử. Hiện hai đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.